Nha Trang Khánh Hòa hiện đang là một trong những địa danh du lịch tham quan nghỉ dưỡng thu hút nhất của Việt Nam. Đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của số lượng du khách đến đây trong những năm vừa qua. Có thể nói Nha Trang Khánh Hòa đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc phát huy các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa trong hành trình trở thành một đô thị du lịch hiện đại. Việc sở hữu những địa điểm đẹp như Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh cùng với quan điểm phát triển đồng bộ, khoa học và hiệu quả chính là những nền tảng quan trọng hứa hẹn sự bứt phá mới của ngành du lịch Khánh Hòa trong tương lai không xa, hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành điểm hẹn của Việt Nam và thế giới. Trời những con tàu nối tiếp nhau ra khơi sau sự biển đêm.
Hẹn gặp lại quý vị trong các hoạt động tiếp theo của lễ hội. Chúc quý vị có những ngày thật vui tại miền đất Nha Trang, Khánh Hòa.